Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game và Granny chắc cho chúng sẽ là tựa game đầu tiên cùng mình đi khám phá tựa game này đầu tiên nhé. Các bạn xem video thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you.
Lớp cửa của bà ta quá chẳng chịt luôn. Whiskerichu.
Hey! Do not run away! Slender đi là you
Nhìn thấy Slender là chúng ta phải quay mặt đi ngay, mà ta sẽ bắt linh hồn của chúng ta luôn và thua luôn game các bạn. Mình sẽ review tựa game tiếp theo trong video này nhé. Whiskery Chu. À không phải, Địa Bắc Chu. What? Thank you.
được luôn. Bây giờ sẽ là tựa game Five Nights at Freddy's. Ta sẽ bước sang game thứ ba. Bây giờ chỉ là 2 giờ sáng mà thôi. Chúng ta bước sang giờ thứ 3. Cố gắng lên, chỉ được 3 giờ nữa là chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng đêm thứ 3 và bước sang đêm thứ 4. Ui, thoát tim luôn. Mình sẽ chơi đêm thứ 4 ở những video tiếp theo trong video nhé. Video tiếp theo ở trong kênh mình. Bây giờ thì mình sẽ chờ Transcribe 1.
High School sẽ là tựa game tiếp theo. Ôi điều gì vừa xảy ra vậy các bạn? Học lại cái môn thể dục thể thao này tí xem. Okay.
Xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.